khởi nghiệp. Dục. Dục luôn. Dục luôn. Coi cái nào đẹp phải cái kéo. Viết. Không biết, bà nói nó đưa nó viết là nó biết cuốn sách nó viết mà. Viết, nó đưa cuốn sách nó viết mà. Coi cái nào lấy sao viết. Lấy cái kéo mà. Nó gì nó cầm nó. Viết. Yeah, you want that? Đi để chuẩn bị à? Hả? Jump.